trích dẫn lời thỉnh cầu đến vị Buddhasattva Dewa, năm tiền tướng báo hiệu sự mạng chung của chư thiên, năm búp bát Nimitta gồm có 1. Thiên hoa héo úa, 2. Y phục và các vật trang sức của chư thiên bị cũ dơ, 3. Mồ hôi chảy ra từ hai nách, 4. Sắc đẹp trên thân trở nên xấu đi, và 5. Tâm trạng buồn bã. 1. Thiên hoa héo úa nghĩa là sự khô héo của những bông hoa đã từng xuất hiện trên thân của họ để làm vật trang sức từ lúc họ sanh làm chư thiên. Những bông hoa này đã hiện ra trên thân của họ cùng lúc họ sanh làm chư thiên. Chúng luôn luôn tươi thắm, không bao giờ héo úa suốt cuộc đời làm chư thiên của họ. Những bông hoa này chỉ héo úa 7 ngày trước khi họ mạng chung, tính theo thời gian ở cõi nhân loại. Những bông hoa trên thân của Bồ Tát Bodhisattva Dewa Cetaketu mãi tươi thắm suốt cuộc đời của chư thiên đang sống ở cõi Tusita, tức là suốt thời gian 576 triệu năm theo cách tính thời gian của cõi người. Chúng bắt đầu héo úa 7 ngày trước khi Bồ Tát Cetaketu mạng chung. 2. Y phục và các vật trang sức của chư thiên bị cũ dơ. Giống như trường hợp trước, trang phục và các vật trang sức thường không bao giờ trở nên cũ dơ. Chỉ 7 ngày trước khi vị thiên mạng chung, chúng mới hiện bày tướng cũ dơ. 3. Mồ hôi chảy ra từ hai nách. Trong cõi chư thiên, không giống như ở cõi nhân loại, tuyệt đối không có sự thay đổi về thời tiết như quá nóng hoặc quá lạnh. Chỉ 7 ngày trước khi mạng chung, những giọt mồ hôi mới tiết ra và chảy xuống từ các phần trên thân của vị thiên, đặc biệt là từ hai nách. 4. Sắc đẹp trên thân trở nên xấu đi. Những dấu hiệu của tuổi già như răng rụng, tóc bạc, da nhăn, v.v. làm mất đi tướng mạo xinh đẹp, trẻ trung không bao giờ xảy đến đối với chư thiên. Các thiên nữ luôn luôn mang tướng mạo của lứa tuổi 16 và các thiên nam thì luôn luôn mang tướng mạo của những chàng trai ở độ tuổi 20. Dù họ luôn trẻ trung, xinh đẹp, tươi sáng, nhưng những tướng già lão, mệt mỏi và tàn tạ hiện khởi trên thân của họ khi thời gian mạng chung của họ đến gần. 5. Tâm trạng buồn bã. Chư thiên không bao giờ cảm thấy khó chịu, buồn bã trong suốt cuộc đời ở cõi chư thiên của họ. Chỉ khi nào họ sắp mạng chung, khi ấy họ mới cảm thấy buồn chán với đời sống trong cõi chư thiên. 0,5 bút bá Nimitta đều xảy đến với các chư thiên. Dù năm bút bá Nimitta xảy đến với chư thiên sắp mạng chung như đã giải rõ ở trên, nhưng không nên hiểu rằng những bút bá Nimitta ấy đều xảy đến với các chư thiên. Như trong cõi nhân loại, những hiện tượng như sao băng, động đất, nhật thực hoặc nguyệt thực và những hiện tượng tương tự khác xuất hiện liên quan đến các vị vua, quan có uy quyền v.v. Cũng vậy, trong cõi chư thiên, những bút bá Nimitta này chỉ xuất hiện với những chư thiên có oai lực lớn, chúng không bao giờ xảy đến với những chư thiên tầm thường. Những điều tốt hoặc xấu do các điềm tướng báo trước xảy ra trong cõi nhân loại chỉ được biết bởi những nhà giải đoán có trí tuệ. Cũng vậy, những sự kiện tốt hoặc xấu do các tiền tướng ấy báo trước trong cõi chư thiên chỉ được biết rõ bởi những chư thiên có trí tuệ, còn những chư thiên thiếu trí tuệ thì không biết được. Khi những tiền tướng xảy đến với những chư thiên có phước không đáng kể, thì họ rất sợ hãi và tự hỏi, ai biết ta sẽ tái sanh nơi nào? Những chư thiên có phước lớn thì không cảm thấy sợ hãi chút nào vì biết rằng chúng ta sẽ tiếp tục thọ hưởng hạnh phúc trong những kiếp sống chư thiên cao hơn do phước phát sanh từ sự bố thí, trì giới và tu thiền của chúng ta. Bài luận giải về kinh Mahabhadana trong bộ chú giải kinh Mahavatthana.